Oh, hello các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Tico đây. Và ngày hôm nay chúng sẽ cùng nhau chơi Minecraft. Bạn sẽ chọn gì? Giàu có hay là nổi tiếng? Mình không biết, tại vì mình chẳng có gì cả. Mà trước khi chơi thì mình có một câu hỏi cho các bạn, là các bạn thấy râu mình có dài không? Gia đình bạn bè cứ bảo mình là đợi, sao trong mày dài hơn 20 tuổi vậy? Thì mình chẳng biết tại sao nữa. Mình muốn cạo nhưng mà mình sợ mình cạo râu xong là mình sẽ có một cô bạn gái về nhà chăng. Các bạn coi anime đấy chưa? Nên là mình rất là sợ việc cạo râu. Ok, video này 2k là mình sẽ cạo râu nha. Bây giờ thì chưa thôi. Màn này sẽ vui hơn nếu như bạn chơi với hai người. Ok, chơi thôi. Màn đầu tiên. Level 1. Nó bảo nhảy xuống để có thể lấy màn và đánh đồ mà. Ok anh em, ngày hôm nay sẽ cùng nhau làm thử thách đi bay 24 giờ. Được không? Tôi được hay không? Mình sẽ làm được. Khúc ra hình thì chứ. Ok, chưa thôi. Màn đầu tiên nè. Bạn sẽ chọn gì đây? Đầu của bạn sẽ biến thành một viên kẹo mút, hoặc là đầu của bạn sẽ to như một trái banh chơi biển. Ý của mình là nếu như đầu bạn nhỏ thì não bạn sẽ nhỏ theo, đúng không? Có nghĩa là bạn sẽ ngu hơn, nhưng mà nếu như đầu bạn to ra thì bạn sẽ thông minh hơn. Cái câu này khó quá ta. Có lựa chọn nào khiến cho mình không lựa chọn gì được không? Tại vì cái nào nghe nó cũng đáng sợ à. Mình nghĩ chắc là ta chọn cái hai đi. Mình muốn đầu mình thông minh hơn. Mình đã đúng. Alright, tiếp nào. Bạn sẽ chọn cái này, sống ở trong sa mạc hay là sống ở trong vùng Bắc Cực? Một nơi thì rất là nóng, một nơi thì rất là lạnh luôn. Mình tưởng micro mình bị hư chứ. Cái nó hư không ta? Alo. Ok, micro của mình ổn. Chỉ cái điều là mình bị khùng thôi. Thì sống ở sa mạc á, thì nó sẽ rất là nóng các bạn ạ. Nhưng mà nếu như các bạn nóng thì các bạn có thể bật điều hòa. What? Mà khoan đã, ở sa mạc làm những cái điều hòa đúng không? Ai lắp điều hòa ở sa mạc bị khùng nữa rồi. Nè, vấn đề ở đây nè, nếu như bạn sống lạnh thì bạn có thể chùm mền. Nhưng mà nếu như bạn nóng á, thì bạn đâu thấy chùm gì đâu. Nếu như bạn chùm thì nó lại nóng nữa. Nhưng nếu như bạn cởi áo ra thì mặt trời chiếu vào sẽ nóng nữa. Có nghĩa là sống ở Bắc Cực á, nó sẽ có lợi hơn. Đúng vậy, mình là người thông minh mọi người ạ. Ok, tiếp theo nào. Bạn sẽ chọn gì? Là một con zombie hay là một con ma? Zombie là cái như xác sống. Còn con ma là nó không có xác luôn. Nhưng mà zombie thì rất là xấu chai, tệ hại các bạn. Ít ra là mà cái con me thì mình còn có thể gọi là giữ được vẻ đẹp và có thể đi xuyên tường đó. Bạn sẽ muốn giàu hay nổi tiếng? Đúng vậy, đây chính là cái câu hỏi của video này. Bạn sẽ muốn giàu hay là bạn sẽ nổi tiếng đây? Giàu có thì sẽ có gái theo. Cái như là bạn ra ngoài đường người ta nhìn vào, ôi anh cha này đẹp quá hay gì đó. Các chị em rụng trứng luôn. Hay là mình muốn nổi tiếng ta? Nhưng mà nổi tiếng thì chưa chắc là đẹp trai. Khó xử quá ta. Nổi tiếng chưa chắc đã giàu có mà đẹp trai, có nghĩa là sẽ khó có bồ. Nhưng mà nếu như bạn là người giàu rồi chắc chắn nó sẽ có luôn á. Bạn chỉnh sửa khuôn mặt của bạn hay gì đó. Chắc là mình sẽ làm giàu đi. Đúng vậy. Tiếp nè, bạn muốn làm một anh hùng hay là một siêu quái nhân? Nghĩa là đi hãm hại người khác á. Đây là kênh YouTube dành cho những trẻ em muốn học tập làm người tốt. Tôi không thể dạy trẻ em làm cách làm người xấu được. Tôi sẽ chọn làm siêu anh hùng. Đúng vậy, đấy. 22% người chọn làm ác nhân các bạn. 78. Có nghĩa là cứ 5 người thì sẽ có 1 người là ác nhân. Các bạn hãy kiểm tra trong nhóm bạn đi. Không, như là bạn có một cái nhóm gồm 5 người chẳng hạn, thì bạn sẽ kiểm tra coi thằng nào là ác nhân nha. Bạn sẽ chọn đói hay là chọn khát? Theo khoa học á, thì nếu như bạn nhịn đói 1 tuần thì không chưa chết được. Nhưng mà các bạn nhịn khát tầm 3 ngày các bạn chết rồi, nên là mình sẽ nhịn đói vậy. Trời, 65%. 35%, 65%. Cái câu này nó có vẻ nó không chênh lệch với các bạn, nó nằm giữa. Ok, bạn sẽ đi ngược thời gian hay là đi vào tương lai? Quá khứ á, thì nó có những cái nỗi niềm mà chúng ta muốn che giấu, những mối tình đẹp đẽ, ý mình là xấu xí. Còn tương lai thì gọi là nó không được chắc chắn cho lắm, và mình có thấy sợ hãi khi nghĩ về điều đó. Nên là chúng ta sẽ sống hiện tại là hợp lý nhất rồi các bạn. Trời ơi, mấy thằng xin xúa cho nó vậy chứ tôi đâu xin xúa đâu. Thế này. Trời ơi,
chắc chắn là đi vào tương lai rồi. 55%, 45%, wow. Bạn sẽ muốn làm tay trống chuyên nghiệp hay là đánh guitar chuyên nghiệp? Mình thấy mấy anh ca sĩ gì đó, người ta thường kiểu như cầm guitar gì đó là trời ơi, phải gọi là idol luôn các bạn. Còn mấy ông mà đánh trống thì mình không rõ lắm. Mình chưa thấy ông nào kiểu như idol đẹp trai đánh trống bao giờ cả. Có thể là mình sai chẳng hạn, có thể là mình sai, mình không bạn mình đúng nha các bạn, đừng hiểu nhầm. Chứ là mình chưa thấy bao giờ thôi. Chắc là mình sẽ theo làm guitar vậy. Mình thấy tại vì mình thấy mấy thằng bạn trường mà đánh guitar là gái nó bu vô, nó kiểu trời ơi anh ơi đánh hay quá, đánh gái quá. Trời ơi, ghen tị thiệt chứ. Ok luôn. 51%, 49, 39. Tất nhiên rồi, tôi chọn làm guitar đúng không? Đánh guitar ngầu hơn nhiều. Bạn có thể ngưng động thời gian khi bạn muốn, hoặc là bạn có thể bỏ qua thời gian khi bạn muốn. Ngưng động thời gian. Nhưng mà mình muốn ngưng động thời gian nó sẽ thú vị hơn. 68%, quá chuẩn luôn. Tại vì skip thời gian nghĩa là phí thời gian của các bạn. Bạn chỉ được mặc tã suốt đời. What? Hoặc là bạn không bao giờ được dùng máy tính. Và máy chơi game nữa. À, cái này khó xử quá ta. Tôi sẽ mặc tã. Ok luôn. Và mình đã có miếng gỗ chiến thắng. Đây là cái cúp của mình các bạn. Ta-da. À, các bạn chưa thấy à? Đây là skin của mình đó. Đó, skin của mình đẹp không? À, bây giờ tiếp theo mình tiếp theo nè. Rồi, tôi sẽ qua ô thứ hai. Mình không thấy được cái nó ghi chữ gì cả. Chắc là mình sẽ nhảy đại vậy. To infinity and beyond. Oh no, sao mình không nhảy? Sarita, cho tới cái cánh nào. Ồ, bây giờ mình đã có cánh rồi. Đó, đây chính là thiên thần mọi người ạ. À. Mình chính là thiên thần. Các bạn nhớ làm subscribe nha. Không thì mình sẽ không cầu nguyện cho bạn đâu. Ok, một like và một cầu nguyện. Oh, oh yeah, oh. Let's go. Wow, núi lửa kìa. Nó xịn quá vậy. Oh, vô nè. Mày sẽ chọn gì? Oh, đâu mày, chơi kỹ quá à. Bạn trở thành người giỏi nhất ở trong Minecraft Command Blocks. Hoặc là bạn trở thành người đánh nhau giỏi nhất. Cái này là kiểu như lập trình đó các bạn, mà mình thì không thích mấy kiểu đó. Mình muốn kiểu như BVB đánh nhau cái thứ đồ. Yeah, mình đã chọn đúng. Bạn sẽ đi sớm làm việc 3 giờ, hoặc là bạn sẽ đi trễ 30 phút. Giờ các bạn chọn đi. Đi sớm 3 tiếng hoặc là đi trễ 30 phút. Tôi 6 giờ sáng là tôi phải đi học. Có nghĩa là tôi phải đến trường lúc 3 giờ đi, ví dụ nha, ví dụ là tôi đi học đi. Thì tôi phải đến trường tới 3 giờ. Hoặc là tôi phải đi trễ 7 rưỡi. Là 3 tiếng nữa. Thôi tôi thà đi trễ, ok, tôi thà đi trễ. Tại sao lại sai cơ chứ? Tại sao lại sai? Anh lại chọn đi sớm 3 tiếng. Ok, bạn sẽ không bao giờ dùng máy tính nữa. Hoặc là bạn sẽ không bao giờ dùng toilet nữa. Trời, tôi hả? Tôi là con người của công nghệ. Ok, tôi không bỏ máy tính. Tôi thà ra bụi công thân. Đúng vậy, 62%. Các bạn có biết là cái máy tính nó quan trọng cỡ nào không? Nó quan trọng hơn cái toilet của bạn cỡ nào không? Ok, bạn sẽ có mùi như là sữa bị hư. Hoặc là bạn sẽ có mùi như ai đó đang ói. Nghe nó gớm như nhau à. Nhưng mà ói thì nghe kiểu chua chua không? Chắc là sữa vậy. Ok, 83%. Bạn sẽ có một cái mông to như con voi. Hoặc là bạn sẽ có một cái cổ dài như con hươu cao cổ. Mình định đưa ra lời khuyên cho các bạn nhưng mà mình cũng chẳng hiểu mình đang nghe cái gì luôn á. Là sao ta? Cổ dài hoặc là mông to? Tôi nghĩ là chắc chắn là người ta phải chọn mông rồi đúng không? 69%, tuyệt vời. Bạn sẽ nói với phiên bản già của bạn, hoặc là nói với phiên bản tương lai của bạn. Cái phiên bản già là cái phiên bản AI, nó là quá khứ đó các bạn. Có nghĩa là bạn sẽ nói chuyện với quá khứ của bạn hay là tương lai của bạn. Quá khứ của mình là một thằng nhóc rất là láo chó. Và bây giờ mình vẫn vậy, nên là mình sẽ không nói chuyện đâu, mình sẽ nói chuyện với tương lai. Bạn sẽ đánh 100 con vịt có kích cỡ của một con ngựa, hoặc là đánh một con ngựa có kích cỡ của một con vịt. Con anh đã mình bị lú các bạn, nên mình đọc lại coi. Đánh 100 con vịt có kích cỡ như con ngựa, hoặc là đánh một con ngựa có kích cỡ như một con vịt. Chắc chắn là cái này rồi. Trời ơi, nghĩ sao? Bạn sẽ bỏ không chơi Facebook trong vòng 5 ngày, hoặc là bạn sẽ bỏ game 5 ngày. À, chắc bỏ game đi ha. À.
bạn sẽ nghe mỗi nhạc Jax hay là bạn chỉ nghe nhạc dubstep? Ok, để mình diễn tả các bạn nghe nha. Nhạc Jax á, nó nghe vậy nè. Tung 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 tung. Còn nhạc dubstep là kiểu cho nhau là nó giật rất là kinh khủng. Mình nghĩ là mình xem nhạc Jax vậy. Bạn sẽ sinh ra ngu ngốc trong một xã hội thông minh, hoặc là bạn sẽ sinh ra thật thông minh trong một xã hội ngu ngốc. Mình chắc là mình muốn làm người thông minh vậy. Chắc chắn rồi. Ai là muốn làm kẻ ngu ở trong một xã hội thông minh cơ chứ. Rồi, phần thưởng của mình một cái huân chương màu xanh. Bây giờ thầy, let's go. Và chúng ta đã xong màn. Ngoài hai màn ra thì chúng ta còn rất nhiều màn khác, như là 1, 2, 3, 4 màn nữa. Đâu, từ màn 1 tới màn 6 là tổng cộng có 5 màn nữa mình chưa có chơi. Và bây giờ thấy các bạn đã xem video này và đừng quên like fanpage của mình nha. Mình có đăng những cái ảnh rất là kỳ cục ở trên đó, những cái meme mà đó. Và bây giờ thấy các bạn đã xem video và bye bye.